Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nghe lời của Chúa hôm nay. Tựa đề mà tôi muốn chia sẻ và cùng học với Hội Thánh buổi sáng hôm nay, như đã được thông báo từ mấy ngày qua trên Facebook của Hội Thánh. Một trong những vấn đề được đặt ra đó là những gì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Chúa muốn bày tỏ mọi điều đó để nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Nhiều người nghĩ rằng Hội Thánh của Chúa là những gì rất xưa cũ, là những gì lỗi thời. Hội Thánh của Chúa hoàn toàn xa vời. Vì vậy có nhiều người nói rằng ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Thật ra không phải như vậy đâu. Nếu chúng ta để ý quan sát và so sánh với lời của Chúa thì chúng ta sẽ nhận biết rằng cả từng chi tiết diễn ra trong thế giới ngày hôm nay, dù bất kỳ lĩnh vực nào, đều có liên quan và Kinh Thánh đã báo trước cho chúng ta qua lời của Ngài. Hôm nay tôi muốn bắt đầu thì giờ suy gẫm lời của Chúa của chúng ta bằng việc chúng ta xem một vài tin tức thời sự công nghệ đang diễn ra trong thế giới mà chúng ta đang sống. Trước hết, xin mời quý vị chúng ta hãy xem một video ngắn. Trung Quốc đang đeo đuổi một kế hoạch đầy tham vọng tạo nên một hệ thống camera giám sát tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Dự án này tìm cách mở rộng và đưa hệ thống camera giám sát vào thành thị lẫn nông thôn, đường phố lẫn khu dân cư, với mục tiêu sử dụng trí tuệ nhân tạo, kho siêu dữ liệu cùng phương pháp tự học của máy tính. Từ các đoạn video, họ có thể theo dõi xem ai đang làm gì, ở đâu và khi nào, nhằm theo dõi nghi phạm và những người có liên quan, thậm chí có thể phỏng đoán hành vi của một người hầu ngăn chặn tội phạm. Vào tháng 10, tôi đến thăm ba công ty công nghệ lớn tại thành phố Bắc Kinh và Trùng Khánh để tìm hiểu kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc biến khẩu hiệu mắt sắc trở thành sự thật. Dưới đây là một vài ý tưởng các công ty công nghệ đề cập đến. Những chiếc camera này đặt tại một điểm giao cắt, theo dõi và phân tích mọi thứ đi qua đoạn đường này, như xe cộ, biển số, người đi bộ, hệ thống phân loại người đi đường dựa trên tuổi tác, giới tính, quần áo họ mặc, thậm chí cả kiểu tóc của họ. Phần mềm này dựa vào bản đồ thân nhiệt để cảnh báo bạn về một nơi tụ tập đông người. Phần mềm này cũng có thể dùng để tránh việc tụ tập quá đông người tại một nơi. Bạn cũng có thể thấy nó có khả năng lọc từng cá nhân trong một đám đông. Nếu cần tìm một nghi phạm thì đây là phần mềm tuyệt vời. Bạn có thể thấy ở đây có hai camera. Chúng chọn lọc những khuôn mặt trong đám đông để so sánh với kho dữ liệu quốc gia về nghi phạm hoặc những người đang bị truy nã. Cơ quan công an có thể nhìn vào những khuôn mặt được đánh dấu để xem họ có đúng là những người họ đang truy tìm không. Nếu đúng, họ sẽ ập đến ngay lập tức để bắt giữ hoặc truy vấn nghi phạm mà camera đã nhận diện. Một ứng dụng hoàn toàn khác, chiếc camera này đang theo dõi khuôn mặt của người tài xế. Dựa vào những biểu hiện trên khuôn mặt, phần mềm có thể cho biết ông ấy đang có dấu hiệu mệt mỏi hay không. Nếu những biểu hiện vượt quá ngưỡng cho phép, nghĩa là người này đã quá mệt mỏi, không thể tiếp tục hoạt động, công ty ông sẽ được cảnh báo, họ sẽ gọi cho ông ấy bảo hãy nghỉ ngơi đi. Dự án mắt sắc đang được sử dụng tại hơn 50 thành phố, nhưng vẫn chưa bắt kịp được tham vọng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia đều đồng ý rằng công nghệ nhận diện khuôn mặt đang ngày càng được cải thiện nhanh hơn. Cùng lúc đó, những lo ngại ngày càng dấy lên. Liệu hệ thống này của Trung Quốc có đang được sử dụng để theo dõi những người bất đồng chính kiến, hoặc để tấn công những người phản đối và những nhà hoạt động nhân quyền hay không? Nhưng tại viện công nghệ mà tôi đến, những nhân viên trẻ tuổi dường như hoàn toàn không hề quan tâm đến những lo ngại này.
Tôi không biết quý vị có ngạc nhiên sau khi xem video này không ạ? Nếu chúng ta đây là lần đầu tiên biết những thông tin này thì hãy cùng vỗ tay và hãy nói wow. Wow. Thật ra đây là một tin tức không mới đâu. Bởi vì đoạn video này, phóng sự này đã được thực hiện vào năm 2017 và chúng ta đang sống năm 2020. 3 năm trước, đây là những gì đang diễn ra. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng thống kê cho biết ngày hôm nay ở tại Trung Quốc có 1.400.000 dân, và họ dự định là vào năm 2020-2021 thì con số camera giám sát sẽ tăng lên 567 triệu camera. Nếu chúng ta chia 1.400.000 cho 567 triệu người, như vậy có nghĩa là 2,5 người có một camera. Thật là thú vị. Tôi biết là số người chúng ta đang ngồi ở trong căn phòng này không có đủ 2,5 người một camera đâu, bởi vì hội thánh chỉ có một số camera rất ít thôi. Nhưng mà mục tiêu của Trung Quốc đó là 2020-2021 thì số camera trên toàn thế giới, số camera trên lãnh thổ của họ là 567 triệu camera. Như vậy có nghĩa là tất cả mỗi một người đều ở dưới sự giám sát của công nghệ nhận diện khuôn mặt. Mọi hành vi, mọi cử điệu, và thậm chí người ta có thể tiên đoán được người này sắp sửa vi phạm luật pháp hay không. Đây là những gì đang diễn ra. Và nếu quý vị nhìn xem trên màn hình thì chúng ta sẽ thấy đây là biểu đồ 10 thành phố có tỷ lệ camera giám sát lớn nhất thế giới. Và chúng ta sẽ để ý ở đó thì Trung Quốc đã chiếm 8 thành phố trên 10 thành phố. Và điều đó có nghĩa là không phải chỉ tại Trung Hoa thôi, nhưng mà ở nhiều quốc gia khác, Hoa Kỳ, Anh Quốc, rồi các nước, quốc gia vùng vịnh, ở tại Dubai, ở tại nhiều nơi, cũng bắt đầu triển khai công nghệ giám sát con người qua hệ thống camera. Chúng ta cập nhật một vài tin tức, và như quý vị đã thấy, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một lĩnh vực khác. Chúng ta sẽ thấy ở đây, trong những ngày qua thì là đây là trang chính thức ở trên báo điện tử của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cho biết rằng trong một tuần qua đã có một cái phần mềm hay là đã có một cái app dành cho điện thoại Apple, dành cho Android, để có thể theo dõi cảnh báo những người dương tính với virus corona. Sáng nay không biết là các bạn có cài cái app này chưa? Tôi đã thử cài trong những ngày qua và thật ra là rất là thú vị. Trước đó, trong khi hơn 3 tuần trước đây, khi chính phủ ra lệnh cách ly Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì lúc bây giờ khuyến cáo người dân phải khai báo y tế, và lúc đó có một cái app có tên là nCoV. Tình cờ xem một cái tin tức ở trên internet thì tôi được biết là một người đi taxi thì bắt buộc phải cài cái app nCoV để khai báo y tế. Bởi vì người tài xế sau trước khi đưa vị khách lên trên xe của mình thì hỏi là đã khai báo y tế chưa? Đã cài app nCoV chưa? Nếu chưa thì xin vui lòng đứng xuống, cài khai báo xong rồi mới được lên xe. Và bây giờ thì cái ở trên trang tin tức chính thức của chính phủ đã phát triển một cái app có tên là Blue Zone. Thật ra app này hoạt động như thế nào? Rất là thú vị. Thí dụ như là
ngày hôm nay từ sáng cho đến chiều, tôi có việc phải đi siêu thị, tôi có việc phải đi sửa xe, tôi có việc phải đi ra ngoài đường. Và nếu tôi cùng với cộng đồng của mình, tất cả đều cài app này, thì là máy sẽ tự giao tiếp với nhau qua hệ thống Bluetooth. Giao tiếp với nhau vào lúc mấy giờ? 8 giờ sáng tôi đã tiếp xúc với người nào? Khoảng cách bao nhiêu mét? Vào buổi chiều, nếu một trong số những người mà tôi đã gần gũi bị phát hiện dương tính với virus corona, thì một tin nhắn sẽ nhắn đến điện thoại của tôi cảnh báo là bạn đã tiếp xúc với một người dương tính với virus corona và tôi biết để mà giữ mình. Thật là thuận tiện. Và tôi biết rằng thời đại công nghệ giúp cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta hãy xem ở đây một cái hình ảnh khác, một cái thống kê khác cho biết là ở tại Úc Châu. Úc Châu hiện có 25.500.000 người. Và chỉ trong ngày Chủ nhật vừa rồi thôi, thì sau khi phát hành cái app theo dõi những người bị dương tính với virus corona để bảo vệ cộng đồng, thì đã có hơn 2 triệu lượt tải trên app này chỉ trong một ngày thôi. Bởi vì công nghệ giúp cho cuộc sống thật là thuận tiện. Chi phí để có thể cách ly một người, cách ly một nhóm người tốn kém rất nhiều. Và nếu chúng ta có thể sử dụng công nghệ để cảnh báo, để nhắc nhở rằng ngày hôm đó tôi đã tiếp xúc với ai, tôi đã gần gũi với người nào, trong bao lâu, người đó có nguy cơ lây nhiễm hay không để tôi tránh, điều đó thật là tuyệt vời. Và chỉ có thế kỷ 21 con người mới có thể phát triển được như vậy. Chúng ta hãy xem một tin tức khác nữa. Apple và Google, trong những ngày qua thì hai gã khổng lồ trong ngành công nghệ đã hợp tác với nhau để cùng phát triển một cái app giúp cho thế giới, giúp cho người dùng theo dõi hầu tránh cái việc lây nhiễm virus corona. Người ta cho biết rằng chỉ cần hai gã khổng lồ này cập nhật phần mềm của mình ở trên hệ điều hành Apple và Android của họ là đã có hơn 3 tỷ người trên thế giới sẽ sử dụng nó. Chúng ta có biết là thế giới ngày hôm nay có bao nhiêu tỷ người không ạ? 7 tỷ rưỡi người. Và chỉ cần hai gã khổng lồ này sau một thời gian ngắn họ hoàn thành cái phần mềm của họ thì đã có hơn 3 tỷ người được cập nhật cái phần mềm này. Và nếu tất cả mọi người đều tuân thủ, đều tôn trọng vì lợi ích của chính mình, vì lợi ích của đất nước mình, của cộng đồng chung quanh mình, thì người ta qua cái app theo dõi này có thể tránh được việc lây nhiễm và giảm thiểu những tốn kém rất lớn cho cộng đồng. Người ta cho biết rằng đến năm 2025 thì sẽ có 8 tỷ người sử dụng smartphone. Quý vị có thể nhìn thấy ngày hôm nay, dù là ở vùng núi xa xôi, dù ở vùng quê, một bà buôn gánh bán bưng vẫn có thể sử dụng điện thoại di động. Mẹ của tôi năm nay 86 tuổi rồi, bà được mua cho một chiếc điện thoại Android Nokia, bà thích lắm, luôn luôn cầm trên tay và thỉnh thoảng tôi nhận được tin nhắn của bà. Ở chúng ta thấy đó, người ta dự báo là năm 2025 sẽ có 8 tỷ người trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng nếu lúc đó mà hội thánh được cất đi thì thế giới không còn đủ 8 tỷ người đâu. Vậy mà lúc đó người ta dự báo có 8 tỷ người sử dụng smartphone. Thật ra hôm qua thì khi chuẩn bị bài thì tôi cũng được biết là hiện nay hệ điều hành iOS trên điện thoại di động của Apple đã phát triển một cái phần mềm bản beta và sắp sửa cập nhật trong nay mai thôi. Đó là đeo khẩu trang, cái phương cách nhận diện khuôn mặt vẫn có thể nhận ra bạn. Và phần mềm đã được cập nhật như vậy. Chỉ trong một vài ngày nữa,
có thể lắm trong buổi tối hôm nay, trong ngày mai là chúng ta nhận được cái bản cập nhật đó rồi. Có lẽ một số người trong chúng ta tự hỏi, sáng hôm nay chúng ta cùng họp lại để thờ phượng Chúa. Trong cái bầu không khí của sự thờ phượng, trong bầu không khí của sự tôn nghiêm mang màu sắc tôn giáo, tại sao nói đến những điều này? Thưa với ông bạn chị em, nói đến Kinh Thánh, nhiều người nghĩ rằng đây là một cái điều gì đó xưa cũ, cổ lỗ rồi, lỗi thời rồi, chỉ dành cho những người u mê, chỉ dành cho những người ít hiểu biết. Thật ra không đúng như vậy đâu. Người ta nói vui rằng từ thời của Môi-se thì Môi-se đã sử dụng máy tính bảng rồi, đúng không quý vị? Môi-se lên trên núi với Đức Chúa Trời và xuống đem theo hai cái máy tính bảng. Và rồi chính Đức Chúa Trời ghi rất rõ rằng Ngài dùng chính ngón tay của Ngài mà viết trên đó. Và từ nhiều ngàn năm trước thì đã có bút cảm ứng rồi, và Chúa đã dùng nó rồi. Đây chỉ là câu chuyện vui thôi, nhưng mà để cho chúng ta biết rằng đạo của Chúa và lời Thánh Kinh không bao giờ là cổ xưa, không bao giờ là lỗi thời. Mặc dù nó rất xưa cũ nhưng không bao giờ là lỗi thời. Nói một cách khác, lời của Chúa thích hợp cho con người 5.000 năm trước, lời của Chúa cũng thích hợp cho chúng ta là những người sống trong thế kỷ 21 này. Vì chính Kinh Thánh nói rằng lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có lời của Ngài. Tôi khích lệ ông bạn chị em, trong những ngày cách ly xã hội, trong những ngày rảnh rỗi, hãy đọc lời của Chúa nhiều hơn. Quý vị tìm một quyển Kinh Thánh cho mình. Nếu quý vị không thuận tiện để đọc, chúng ta có thể tải lên những cái phần mềm nghe Kinh Thánh. Trong lúc mình ngủ, trong lúc mình làm việc, đeo tai nghe vào, chúng ta vẫn có thể nghe lời của Chúa. Bởi vì lời đó là lời sống và linh nghiệm. Tất cả những điều mà chúng ta vừa xem thì tôi chỉ cho quý vị thấy Kinh Thánh đã nói từ 2.000 năm trước như thế nào. Khải Huyền đoạn thứ 13. Sau đó tôi thấy một con thú từ biển lên, nó có 10 sừng, 7 đầu, trên các sừng có 10 mão miệng, trên các đầu có danh hiệu Phạm Thượng. Nó được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng. Hôm nay chúng ta không phải học về Antichrist, nhưng mà chúng ta chỉ đề cập thôi. Kinh Thánh cho biết rằng trong giai đoạn cuối cùng, khi hội thánh đã được cất lên rồi, thì cả thế gian giao vào trong tay của một quyền lực sự tối tăm trước ngày Chúa trở lại. Và có một kẻ thống trị thế giới, kẻ đó có tên là Antichrist. Nói những lời phạm thượng, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và kiểm soát thế giới. Kinh Thánh nói rất rõ, nó được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng. Nếu chúng ta chia 42 tháng cho 12 tháng thì có nghĩa là trong 3 năm rưỡi. Và điều đó ứng với việc sẽ có 7 năm. 7 năm ở dưới quyền của Antichrist, 3 năm rưỡi đầu. Antichrist đưa ra những giải pháp hòa bình cho thế giới, cho phép người Do Thái xây lại đền thờ Jerusalem là việc tưởng chừng như không thể thực hiện được. Nhưng mà 3 năm rưỡi sau đó thì Antichrist lộ nguyên hình của nó và bắt đầu kiểm soát thế giới. Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng, lúc bây giờ muốn theo Chúa không phải là dễ dàng gì. Chúng ta hãy xem tiếp tục câu thứ 14. Tôi lại thấy một con thú khác từ đất lên, nó có 2 sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng khiến mọi người, cả bé lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự do lẫn nô lệ, đều phải có một dấu trên tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy, tức là tên con thú hay số của tên nó. Không có thời giờ để trích đọc nhiều câu Kinh Thánh ở những chỗ khác nhau, nhưng có dịp nếu chúng ta tham khảo sách Daniel đoạn 7 cũng nói chính xác về Antichrist. Trong khi đó, Giăng viết sách Khải Huyền, phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc lúc nãy,
vào năm 96 sau Công nguyên. Còn Daniel thì viết sách Daniel vào năm 600 năm trước Công nguyên. Nhưng mà đều nói về cùng một sự kiện, đều nói về cùng một nhân vật là Antichrist được phép cai trị thế giới trong 7 năm. Và Kinh Thánh cũng nói rất rõ, trong giai đoạn đó sẽ có rất nhiều điều. Sẽ có rất nhiều điều. Và một trong những điều đó là con người bị kiểm soát rất chặt chẽ. Đến nỗi không thuận phục Antichrist thì dù cho người đó là người nhỏ, người lớn, dù cho người đó là người giàu, người nghèo, dù người đó là ở địa vị nào, không thể mua và bán được. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều đó từ nhiều ngàn năm rồi. Chúng ta hãy xem trước đây, cách đây vài năm, nếu chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta sẽ biết rằng Thụy Điển bắt đầu phổ biến việc cấy con chip ở trên tay hay là trên trán, trên cơ thể của con người. Bởi vì con chip này chứa đầy đủ thông tin về một người, đầy đủ thông tin cần thiết và có thể cập nhật phần mềm. Rồi chúng ta nhìn thấy, như tôi vừa trình bày, 2017 thì Trung Quốc đã bắt đầu kiểm soát dân Trung Quốc bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt. Tôi rất là thích nó, bởi vì năm 2017 thì điện thoại iPhone X bắt đầu ra đời. 2 năm sau thì tôi bắt đầu sử dụng một cái điện thoại mới toanh iPhone X, và thuận tiện vô cùng, bởi vì chỉ cần mở khóa, không cần phải nhấn mã số nữa, chỉ cần lướt qua nhìn thấy khuôn mặt của mình là tự động mở ra. Khi đi ngân hàng cũng vậy, hay là chuyển tiền cho ai cũng vậy, không cần phải nhập password, bởi vì nếu mà password đặt dễ quá thì người ta có thể lấy cắp, cho nên password phải đặt thật là phức tạp, và mỗi lần mà nhớ một cái password phức tạp như vậy để nhập vào đó thì phiền phức lắm. Và nhận diện khuôn mặt chỉ cần rà qua thôi là có thể thanh toán xong rồi. Và có một đặc điểm đó, người ta nói rằng máy tính có thể tự học. Nhà tôi thường hay nhắn tin, và nhà tôi nhắn tin bằng cách là đọc, rồi máy tính điện thoại thu vào và chuyển nó thành text. Lúc đầu đó thì mỗi lần đọc như vậy đó thì sai rất nhiều, phải sửa đi sửa lại. Nhưng mà nhà tôi nói bây giờ nó hiểu tiếng của em rồi, em chỉ cần đọc qua thôi là nó ghi một cách chính xác. Bởi vì đó là phương pháp tự học của trí khôn nhân tạo. Cái nhận diện khuôn mặt cũng vậy. Có lẽ lần đầu tiên quý vị cho khuôn mặt nhận diện đó thì nó hơi khó một chút, nhưng mà càng ngày càng quen dần, càng quen dần. Và thậm chí ngay cả đêm tối không có đèn thì trí khôn nhân tạo cũng nhận diện được khuôn mặt của bạn. Và chúng ta biết, như tôi vừa nói, hiện nay vì cớ tình hình corona và cả thế giới phải phát triển một phần mềm theo dõi những người bị lây nhiễm để bảo vệ cho cộng đồng. Người ta nói rằng sở dĩ Hàn Quốc có thể ngăn chặn được tình hình dịch bệnh vì cớ đã sử dụng những cái phương pháp công nghệ như thế này. Rồi Israel, nhiều quốc gia khác cũng đã sử dụng nó. Và người ta cho biết rằng các chính phủ bất cứ giá nào họ không thể để cho dân chúng của họ bị lây bệnh nữa. Vì vậy bằng mọi cách họ sẽ phát triển để giúp cho người ta ngăn ngừa được cái việc tiếp xúc, và sử dụng app là một trong những phương cách. Trong 3 phương cách này, có lẽ quý vị tự hỏi là mục sư nói tôi không hiểu. Như vậy đó, hồi thì nói là Antichrist có thể là sẽ cấy chip trong tay hay là trên trán của người ta. Rồi bây giờ đó lại có thêm cái công nghệ nhận diện khuôn mặt nữa. Rồi lại có thêm cái app nữa. Như vậy thì Antichrist sẽ sử dụng cái phương cách nào đây? Câu trả lời của tôi là có thể sẽ sử dụng hết cả 3 phương cách. Và chúng ta phải nhận biết rằng từ đây cho đến khi Antichrist chính
thức thống trị thế giới này sẽ công nghệ sẽ phát triển một cách chóng mặt và sẽ có nhiều phương cách khác nữa kiểm soát con người một cách chặt chẽ hơn rất nhiều. Khi suy nghĩ đến những điều này thì lòng của tôi rúng động. Tất cả những gì mà Chúa đã nói từ nhiều ngàn năm trước không bao giờ sai trật. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy diễn ra trong thế giới ngày hôm nay giống như là Chúa cho phép sân khấu đang được dàn dựng. Nhân vật chính sẽ xuất hiện ở đó, buổi diễn sẽ bắt đầu vì sân khấu đã bắt đầu được dàn dựng rồi. Chúng ta thử tưởng tượng 40 năm trước, 50 năm trước, người ta không thể tưởng tượng được. Nếu đọc Khải Huyền đoạn thứ 13 thì người ta không thể tưởng tượng được. Kinh Thánh nói không có hiểu gì cả, chắc là không có đúng đâu. Bởi vì làm gì có thể có chuyện kiểm soát được cả tỷ người trên thế giới đến nỗi không mua, không được bán nếu không tuân phục lệnh truyền của Antichrist. Nhưng mà ngày hôm nay với công nghệ đang phát triển và với những gì mà tôi trình bày với quý vị buổi sáng hôm nay thôi thì chúng ta biết rằng điều đó quá dễ dàng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thánh Kinh cũng có một lời hứa rằng anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Quý vị hãy xem đi, trong đời sống của mình, dù chúng ta là người yếu đuối thế nào, dù chúng ta theo Chúa bao lâu, nhưng mà ngay giây phút chúng ta mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình, thì Kinh Thánh cho biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng ấn trên tâm linh của chúng ta. Nếu đã có ấn của Thánh Linh thì ma quỷ có thể đóng ấn trên mình được không? Chắc chắn là không. Và Kinh Thánh còn hứa rằng nhờ Thánh Linh mà anh em có ấn đó cho đến ngày cứu chuộc. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta quan sát về tất cả những điều đang xảy ra đó không phải để sợ hãi, nhưng mà để nhận biết rằng đấng mà chúng ta đang tôn thờ, đấng chúng ta đang thờ phượng, những gì mà chúng ta đọc trong lời của Ngài từ nhiều ngàn năm trước là chính xác hoàn toàn. Và những lời đó là đáng tin cậy biết dường nào. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Buổi sáng hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng mở mắt ra, nhìn xem thế giới chung quanh chúng ta đang sống, nhìn xem những gì đang diễn ra, so sánh với lời của Chúa, và để một lần nữa chúng ta xác quyết rằng lời của Chúa qua các đấng tiên tri là chắc chắn. Dù cho chúng ta đang ở trong nơi tối tăm, dù cho chúng ta giống như một người ở trong đêm tối, nhưng mà lời của Chúa nói rằng nếu chúng ta chăm chú vào lời hằng sống linh nghiệm đáng tin cậy của Đức Chúa Trời thì lời đó sẽ đem đến hy vọng cho chúng ta như sao mai mọc trong lòng anh em. Tôi không biết ông bạn chị em có ai đang ngã lòng, tuyệt vọng vì hoàn cảnh của mình quá bi đát. Sáng hôm nay, hãy mở Kinh Thánh ra, đọc lấy một lời hứa của Chúa dành cho cuộc đời của mình. Ai trong ông bạn chị em đang đau ốm bệnh tật, nằm trên giường bệnh lâu ngày, chúng ta nản lòng quá rồi, mỏi mệt quá rồi, chỉ muốn buông xuôi cuộc đời của mình thôi, tôi cầu nguyện để sáng hôm nay, lời của Chúa như là sao mai bắt đầu tỏ lộ trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng tất cả những lời này từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Hãy lấy đức tin, nắm lấy lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Trong những lúc ngã lòng tuyệt vọng,
Có lẽ quý vị không phải là một người sốt sắng để đọc Kinh Thánh theo tuần tự mỗi ngày một cách trung tín. Nhưng mà nếu sáng hôm nay, nếu trong giai đoạn này quý vị đang rất mỏi mệt, nản lòng, hãy mở ra lời của Chúa, tìm một lời hứa cho chính mình và cảm ơn Chúa, vì chẳng có lời nào là bởi con người, bởi ý của con người, nhưng tất cả những lời hứa đó Đấng đã phán Ngài sẽ làm trọn cho chúng ta. Ngài sẽ làm trọn trên cuộc đời của chúng ta. Tôi không có thời giờ để kể ra cho quý vị, trong suốt gần 40 năm theo Chúa của mình, lời của Chúa thật là linh nghiệm. Có những lúc tôi nản lòng tuyệt vọng, có những lúc tôi ở nhà thuê hết chỗ này đến chỗ khác, trong khi đó tôi nản lòng vô cùng. Tôi mở ra lời của Chúa hứa, ta sẽ đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Và ngay lúc bây giờ, lời đó như là một lời hứa phán với lòng của tôi. Tôi nắm lấy, tôi học thuộc lòng, tôi cầu nguyện và cảm ơn Chúa. Một thời gian sau thôi, tôi kinh nghiệm được Chúa đặt tôi tại nơi yên ổn, vượt quá điều tôi mong ước nữa. Nhiều điều lắm, không thể kể ra hết được. Nhưng mà sáng hôm nay, trước mặt quý vị, tôi có thể nói rằng tất cả mọi ao ước của chúng ta, dù chỉ là những ý tưởng rất nhỏ nhặt, chưa hình thành một cách rõ nét, để thưa với Chúa cho thành lời. Nhưng nếu chúng ta nắm lấy niềm tin nơi Chúa, nắm lấy lời hứa quý báu ở trong lời hằng sống của Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm nó cho cuộc đời của mình. Giống như buổi sáng hôm nay, chúng ta không thể tưởng tượng nổi làm sao 2000 năm trước, trong thời của sứ đồ Giăng, lúc đó khoa học kỹ thuật công nghệ chưa là gì cả, làm sao có thể nói đến chuyện sẽ có một thế lực nào đó kiểm soát cả thế giới, bất kỳ người nào. Nhưng mà thời gian trôi qua thì chính Chúa làm cho mọi điều được ứng nghiệm. Lời của Chúa cũng nói rằng từ ban đầu ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Quả thật vậy, Chúa của chúng ta là Đấng tạo hóa tối cao. Vì vậy, Ngài là khởi đầu và là cuối cùng. Từ ban đầu, Ngài báo trước những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Có lẽ khi nói đến đây, nhiều người trong quý vị nói rằng, ồ, giờ này tôi thấy sợ hãi quá với công nghệ, nào là công nghệ nhận diện khuôn mặt, nào là công nghệ cấy chip ở dưới da, nào là cài app để bảo vệ mình. Như vậy thì một câu hỏi được đặt ra đó là Cơ đốc nhân có nên tránh những ứng dụng này không? Câu trả lời rất rõ, đó là tất cả những điều này là cần thiết cho cuộc sống. Tôi cảm ơn Chúa, bởi vì nhiều năm qua tôi là người thích công nghệ. Cho nên từ khi mua được một chiếc xe gắn máy, ban đầu thì là phải đút chìa khóa vào rồi đề. Sau đó thì bắt đầu xe đời mới hơn, người ta phát cho mình một cái chìa khóa thông minh, không cần phải đút vào để xoay nữa, mà chỉ cần bấm nút thôi là có thể đề máy được. Và tôi thích nó lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ đổi để sử dụng cái chìa khóa phải nhét vào để mà vặn như trước nữa đâu, bởi vì tôi đã sử dụng chìa khóa thông minh rồi. Và tôi nghĩ rằng cái việc cấy chip cũng rất là cần thiết. Chúng ta thử tưởng tượng là nếu chúng ta cấy vào tay một cái chip, ở đó ghi cái số tài khoản ngân hàng của mình, ghi mọi thứ có cần, thì thuận tiện lắm. Tôi vào chung cư, bây giờ muốn lên tầng 12, quên mất cái thẻ rồi làm sao? Ồ, nếu có sẵn ở trong tay, tôi chỉ cần đưa qua rà một cái thôi, thế là thang máy cho tôi lên tầng 12. Thuận tiện quá phải không? Và ngay cả những ngày đầu thì tôi cũng đã cài cái app Ancovi, bởi vì nó rất là thuận tiện.
Tôi không thể biết được là từ sáng đến giờ mình đã đi đâu, mình đã gặp những người nào, những người đó có an toàn hay không. Nhưng mà nếu tôi cài một cái app như vậy và mọi người xung quanh tôi cũng đồng lòng cài một cái app như vậy đó, thì chúng ta biết rất rõ. Bởi vì app đó sẽ cho tôi biết là sáng hôm đó tôi có gặp cô Diệu, nhưng mà cô Diệu một ngày trước đã gặp một người dương tính với corona. Thế là tôi biết là tôi tránh ngay. Bởi vì lịch sự thì tôi cũng thể hỏi là: cô Diệu ơi, hôm qua đến giờ thì cô có gặp ai bị virus không đó? Chắc chắn là sẽ làm tổn thương. Nhưng mà nếu tôi cài một cái app như vậy đó, thì chúng tôi gần người nào ở trong phạm vi cho phép, máy sẽ tự giao tiếp với nhau và sẽ lưu giữ thông tin. Cho nên rất là thuận tiện. Và tôi là người đầu tiên sử dụng nó. Thật ra chúng ta biết là lời của Chúa không hề bảo chúng ta là cơ đốc nhân, là con trai con gái của Chúa phải tránh xa những cái hình thức công nghệ như vậy, bởi vì nó sẽ được Antichrist sử dụng. Nếu ai suy nghĩ như vậy thì quý vị có điện thoại thông minh xin cho tôi đi, tôi sẽ sử dụng cho. Cũng giống như nếu chúng ta nói là tiền là xấu, bởi vì tiền đó có thể xoay chuyển ý định của một người, biến một người tốt thành xấu, chúng ta từ chối tiền thì sao? Mình sẽ không sống được. Và thật ra Chúa cũng không dạy chúng ta là phải từ chối mọi điều đó đâu. Ở tại Hoa Kỳ thì có một cộng đồng người Amish. Tôi có đến thăm làng của họ và tôi biết là cho đến ngày hôm nay thì người ta từ chối sử dụng những công nghệ. Người ta không có đi xe hơi đâu, đi bằng xe ngựa kéo thôi. Rồi trong nhà thì không có tivi, trong nhà không có internet, trong nhà không có những cái phương tiện đó. Và họ họp thành những cộng đồng. Ở tại Virginia, ở tại Pennsylvania thì có một số cộng đồng như vậy. Chúng tôi đã đến thăm họ rồi. Tôi không biết là quý vị có được kêu gọi như vậy không, nhưng mà tôi không nghĩ là Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay được kêu gọi để làm điều đó. Bởi vì chúng ta nhớ rằng trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trước khi Ngài lên thập tự giá thì Ngài nói như thế này: con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Vấn đề ở đây là Chúa của chúng ta từ nhiều ngàn năm trước đã nhìn thấy lộ trình của sự việc và Ngài báo cho chúng ta biết. Giống như một người đi từ Sài Gòn đến Cà Mau thì được báo trước là nếu xác nhận mình đi đúng đường thì đi khoảng chừng 150 cây số sẽ có một chiếc cầu rất đẹp có tên là cầu Mỹ Thuận. Rồi đi thêm một đoạn nữa sẽ có một chiếc cầu khác nữa có tên là cầu Cần Thơ. Và thế là chúng ta lên xe đi thì là đến thấy, nhìn thấy cây cầu Mỹ Thuận, nhớ lại lời của người bạn dặn. Họ nói: à, mình đang đi đúng đường. Đi thêm một đoạn nữa, thêm cái cầu là cầu Cần Thơ, càng xác quyết hơn. Và điện thoại về, nói: ơi, anh ơi, cảm ơn anh đã chỉ cho tôi biết. Hôm nãy giờ tôi đi, tôi hoang mang quá, tôi không biết là tôi có đi đúng hướng hay không. Nhưng mà bây giờ tôi biết là tôi đang đi đúng đường. Cảm ơn anh nhé. Tất cả những gì mà lời của Chúa cho chúng ta biết trong Kinh Thánh không phải để cho chúng ta trở thành một người lập dị. Không phải để cho chúng ta từ chối công nghệ đâu. Nhưng mà tất cả mọi điều đó, Chúa muốn cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng đáng cho chúng ta tôn thờ. Ngài là đấng tạo hóa tối cao. Vì cớ Ngài biết chính xác điều gì sẽ diễn ra trong lịch sử của nhân loại. Và chúng ta cần phải tôn thờ một mình Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Như ở trong Matthew thì chính Chúa nói rằng: chừng nào các ngươi thấy mọi điều đó khởi xảy đến, hãy ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi đã đến gần rồi. Đúng vậy. Nếu chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, lời của Chúa báo rằng một ngày kia Antichrist sẽ đến, sẽ thống trị thế giới bằng những phương cách như vậy như vậy. Và bây giờ chúng ta so với những gì đang diễn ra, chúng ta biết rằng ngày đó đã gần rồi.
Đó cũng là ngày mà Ngài đến đem con trở về với Ngài. Đó cũng là ngày đến để giải cứu con khỏi cuộc đời tội lỗi này. Và con cảm ơn Chúa vì cớ Ngài cho con được biết Ngài, cho con được tôn thờ Ngài, và quả thật một mình Ngài là đấng tạo hóa. Chúng ta hãy xem ở đây Ê-sai 46. Chúng ta xem từ câu 10. Thông thường thì chúng ta đọc những câu đầu trước, sau đó đến những cái câu sau. Nhưng mà ở đây chúng ta xem câu 10 trước thì Chúa khẳng định rằng từ ban đầu thì Chúa báo những việc cuối cùng. Và rồi sau đó thì Chúa nói như thế nào? Hỡi nhà Gia-cốp và tất cả dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc. Ta chính là đấng luôn gánh vác các ngươi. Buổi sáng hôm nay nguyện những lời này an ủi, khích lệ chúng ta. Nếu các bạn là những người không thể tự bảo vệ mình được vì cớ còn quá nhỏ, ở dưới sự bảo hộ của cha mẹ, hãy nhớ rằng từ khi còn trong lòng mẹ, Chúa là đấng bồng ẵm gánh vác chúng ta. Nếu quý vị thấy mình là người đã lớn tuổi rồi, không có thu nhập gì cả, không một nơi nương dựa, quý vị cảm thấy lo lắng, hãy nhớ rằng Chúa hứa dầu cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ngài cũng sẽ tiếp tục bồng ẵm chúng ta. Một trong những điều làm buồn lòng Chúa, làm xúc phạm Ngài hơn hết, đó là chúng ta biết rằng người ta lấy những điều khác để so sánh với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tối cao. Vì vậy lời của Chúa than thở rằng: các ngươi so sánh ta với ai và kể ta bằng ai? Các ngươi đối chiếu ta với ai để thấy chúng ta giống nhau? Tôi tin chắc rằng đại dịch Corona, Chúa cho phép tất cả mỗi một người đều hạ mình xuống để nhìn thấy rằng tiền bạc, địa vị, danh vọng, của cải, tài sản, tất cả mọi thần tượng, mọi nghi lễ, mọi điều đó không thể nào sánh được với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Hãy cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta là con trai, con gái của Ngài. Và để kết luận, chúng ta cùng đọc với nhau câu Kinh Thánh ở trong Ti-mô-thê thứ 2, đoạn 1, câu thứ 12. Đây cũng chính là lời tâm huyết của sứ đồ Phao-lô. Đó chính là lý do mà ta chịu khổ, nhưng ta không hổ thẹn. Vì biết ta đã tin đấng nào, ta đoan chắc rằng đấng ấy có quyền năng bảo vệ điều ta đã ủy thác cho đến ngày ấy, hay là cho đến ngày cuối cùng. Phao-lô gặp bắc bớ. Phao-lô bị sỉ nhục vì phục vụ Chúa. Phao-lô chịu nhiều điều trong đời sống, nhưng ông một điều, ông không hổ thẹn, vì biết rằng đấng mà ông đang tin là đấng khởi đầu và là đấng cuối cùng. Tôi muốn thưa với các ông bạn chị em, dù ngày hôm nay chúng ta so với nhiều người khác bị thiệt thòi hơn, ngày hôm nay có khi chúng ta bị chế giễu, bị gièm pha vì đức tin của mình, nhưng mà biết rằng chúng ta đã tin đấng nào. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa của cả vũ trụ này. Đấng đó nắm quyền kiểm soát vận mạng của thế giới trong tay của Ngài. Nguyện Chúa khích lệ, nguyện Chúa kéo chúng ta đến gần Ngài, nguyện Chúa giúp chúng ta càng xác quyết niềm tin của chúng ta nơi Ngài và tôn cao đấng tạo hóa của chúng ta. Amen.